Dân xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay là vào buổi chiều ngày 1 tháng 9 quý vị. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 29 này. Rất là đông xe, rất là đông đúc. Con đường Trần Phú và dọc công viên. Biển hôm nay cũng đông hơn ngày lễ, cho nên là phụ huynh dẫn con em đi tắm biển rồi khách du lịch nội địa rồi nữa. Bên kia là cái trung tâm thương mại Nha Trang Center cũng như là cái tòa Diamond Bay Hotel của tập đoàn Hoàng Cầu. Nó nằm ở ngay góc của con đường Lý Tự Trọng và con đường Trần Phú ngày nay. Trước là ngã ba Lý Tự Trọng và Trần Phú. Rồi xe đông đúc quá luôn nè. 78 Phú Yên nè, 51 Sài Gòn nè, 49 Đà Lạt nè. Khách du lịch đến Nha Trang khá là đông. Bên trung tâm center kia thì có nhà hàng lẩu Hai Di Lao nổi tiếng trên tầng 3 đó. Rồi buffet nướng BBQ Đà Lạt. Rồi đường phố kẹt xe luôn, ô tô nhiều quá luôn nè. Bảy hai Vũng Tàu nè, Vũng Tàu cũng là một thành phố biển. 69 này là ở đâu em không rõ nữa. 69 nha, biển số 69. 70 là Tây Ninh, 71 là Bến Tre, không biết 69 là ở chỗ nào. Mọi đường phố nhộn nhịp ngày nghỉ lễ. Thời tiết chiều hôm nay cũng khá là mát, âm u vậy. Trời không có mưa nhưng mà âm u, gió mát lắm. Đây. Ôi, chạy kinh quá. Ôi. Quá là đông luôn. Đó, ô tô để mấy cái vị trí ô tô nè, kẹt hết luôn. Dây xe ra cũng khó khăn lắm luôn. Ngay góc của đường Lý Tự Trọng và đường Trần Phú. Rồi mấy cái bãi đổ xe ở đây là hết chỗ luôn rồi. Bé dễ thương rồi. Con đường Lý Tự Trọng thì hai bên là xe ô tô để kín hết luôn kìa. Quá tải lượng xe đến Nha Trang vào ngày 2 tháng 9. Đây là cũng là kỳ nghỉ lễ cuối cùng của mùa hè rồi. Các em học sinh chúng vào chuẩn bị vào đi học và cũng kết thúc mùa hè. Biển số 76 quý vị, Quảng Ngãi.
kín, rồi xe máy cũng để kín hết dọc trên vỉa hè của đường Trần Phú. Di chuyển thẳng hướng này là về quảng trường tháp Trầm Hương. Chỗ này là cái Sheraton này, phía xa là cái khách sạn Sheraton, trong những khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 5 sao nằm ngay góc đường Nguyễn Chánh và Trần Phú ngày nay. Chánh khi xưa nó là một đường. Bãi đổ xe nè, bãi này nó cũng nhỏ rồi, để kín hết luôn rồi. Đấy, dắt ở mấy xe công dắt ra cũng hơi khó khăn. Không khí biển rồi vậy, quá là vui luôn. Biển bị dính dầu hay sao vậy? Chiều không tắm biển thì ra đây ngồi hóng gió nó cũng mát rồi, thư giãn tuyệt vời luôn. Biển là cái nơi mà nó tạo ra oxy nhiều nhất luôn. Đông vui quá quý vị ơi, gió riu riu mát lắm, rất là mát. Đây, bãi đỗ xe, xe máy, ô tô gì kẹt cứng hết luôn rồi.
sóng gió xuống biển, gió có vẻ cũng mạnh đó vậy, nên là sóng sóng chiều nay cũng nhiều á, vô liên tục luôn nè, sóng này nhấp nhô vui vậy. Sóng này nó nhấp nhô cũng khó bơi lắm. Có cả khách Tây họ cũng tắm nè. Không khí biển ngày lễ vậy là quá vui rồi. Kỳ nghỉ lễ cuối cùng của mùa hè năm nay. Coi cái linh nha, dưới kia bị nhiều lắm. Dưới kia mấy người kia lên rồi dính linh tài cản chân ở linh. Bị nhiều lắm á. Quán dầu à? Bị quán dầu mấy rồi giống từ trước á. Rồi ra. Ra tắm ngoài biển rồi về vô cái máy. Rồi dính liên rồi. Sóng lớn rồi. Rồi có dính liên không? Rồi dính liên nữa. Cấn nào? Đi đỏ, đi đỏ đâu? Cấn nào? Cấn
cũng không có cái vỏ hai cái bì nữa, hai cái bì đang cái bì ở đâu, hai cái bì đen đâu, hai cái bì đen đâu, hai đứa con sống rồi. Rất là đông luôn, đông hơn so với ngày thường. Không có con cá đâu, nó trôi dạt nó chết nữa. Vì cá gì vậy? Cá, cá sình luôn rồi. Hỏi Khánh với Duyên đó. Wow. Rồi đến đây em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Hình như không.